Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay ổ cứng, chia đĩa và cài win nha các bạn. Đây là máy HP để hư ổ đĩa cứng. Cái mã nó là HP G4 nha các bạn. Đó, đây là ổ cứng cũ của nó bị hư. Bây giờ mình tháo ổ cứng ra, gắn ổ cứng mới vào nha. Sẵn mình nâng cấp lên ổ SSD 240GB luôn nha các bạn. Đó, ổ cũ của nó là ổ HDD. Giờ mình thay ổ cứng, sẵn mình nâng cấp lên SSD cho máy nó chạy nhanh hơn nha các bạn. Ổ cứng SSD kinh tông 240GB. Giờ mình sẽ tháo cái mặt nạ của ổ cứng cũ á, mình gắn vào ổ cứng mới và mình lắp vào nha các bạn. Đây, ổ SSD mới kinh tông 240GB. Giờ mình lắp vào, mình chia đĩa, mình cài win nha các bạn. Thông thường thì để nâng cấp một cái máy laptop hoặc một cái máy tính để bàn các bạn, bạn sẽ nâng cấp CPU, nâng cấp RAM và phần quan trọng nữa là bạn nâng cấp ổ cứng nha. Những cái công nghệ cũ nó là HDD, bạn nâng cấp lên SSD nha các bạn, nó sẽ chạy nhanh hơn gấp nhiều lần nha các bạn. Đó, lắp vào. Bây giờ mình lắp vào. Gắn USB vào nha các bạn. Đúc USB vào. Bây giờ mình USB port á. USB port để mình vào trong cái menu port. Mình chọn cái chương trình God, mình God nha các bạn. Khi khởi động máy lên các bạn bấm phím chức năng boot, ở đây dòng HP nó là F9 nha các bạn. Sau đó mình chọn boot từ USB. Đó, bạn chọn cái dòng USB kinh tông 3.0 á. Xong là chọn cái mục WinPE nha các bạn. WinPE. Tiếp tục mini Windows 10 32 bit. Nhớ nha, cái USB boot này là mình tạo cái NHDV boot. Bạn vào trong cái phần video của mình á, có hướng dẫn cụ thể nha các bạn. Sau khi vào trong cái USB port á, các bạn chọn cái chương trình bạch tai xanh nha các bạn. Bạch tai xanh. Đó, vào chương trình bạch tai xanh để mình chia đĩa. Chia ổ đĩa 240GB á, các bạn thấy nó hiện lên rất nhiều ổ đĩa, các bạn xác định cái ổ 240GB là cái ổ mới. Đó là cái ổ USB. Ổ đầu tiên là cái ổ SSD 240GB nha các bạn. Mình sẽ chia cái ổ đầu tiên á. Khi mình gắn mới vào thì nó trống. Nó trống nha các bạn, không có phân vùng á. Bây giờ mình chia làm hai vùng nha các bạn. Hai vùng. Một vùng là ổ Windows, một vùng là ổ chứa dữ liệu data. Ổ Windows thì mình cho nó cái dung lượng nó là 100GB nha các bạn. Đó, mình cho dung lượng của ổ cài win á, là 100GB tùy các bạn muốn cho bao nhiêu GB cũng được. Thông thường thì để cài cái bản win 10 á, thì nó cần khoảng trên 30GB nha các bạn. Mình cho 100GB cho nó rộng rãi, cho nó thoải mái xíu nha các bạn. Ok, còn cái phân vùng còn lại đó, mình tạo một cái ổ đĩa nha.
bấm vào Create, tạo một cái ổ đĩa, mình đặt tên là Data nha các bạn. Phần dung lượng còn lại đó, nó sẽ làm ổ Data nha. Nâng cấp cái ổ SSD này lên máy chạy rất nhanh nha các bạn, và cái chi phí của nó cũng rất thấp. Ổ SSD 240GB này thì giá thị trường nó khoảng 655.000 nha các bạn, ổ kinh tông á. Ổ kinh tông nó tương đối xịn xíu nha các bạn. Đó, sau khi chia hai phân vùng á, các bạn click vào phân vùng thứ nhất, phân vùng Windows á, bạn chọn set ACTI nha. Khi mình cài Win trên phân vùng nào thì mình set ACTI phân vùng nó lên nha các bạn, để cho nó boot á. Nó boot ưu tiên boot từ phân vùng đó nha. Click vào phải vào cái phân vùng Windows á, set ACTI. Bạn click vào cái mục đích 1 á, cái chỗ cái con trỏ chuột á, bạn click phải. Bạn chọn Rebuild MBR. Nhớ nha, phải có mục này nha các bạn, Rebuild MBR. Sau khi chia ổ đĩa, chia phân vùng xong, các bạn apply nha, apply. Apply để nó tiến hành nó thực thi cái tiến trình chia cái phân vùng nha các bạn. Yes. Yes nha các bạn, yes để nó tiến hành nó thực thi cái quá trình chia ổ đĩa, tạo phân vùng. Ok, vậy là nó đã chia ổ đĩa, tạo phân vùng thành công nha các bạn. Nhớ hai bước nha, set ACTI cái phân vùng cần cài win á, và cái thứ hai nữa là rebuild MBR nha các bạn. Sau khi chia ổ đĩa xong, mình đóng cái chương trình bạch tai xanh lại nha, đóng lại nha các bạn. Bây giờ mình mở chương trình God, chương trình God 32 các bạn, ngay con trỏ chuột á. Mở chương trình God lên để mình God cái file Windows 10 vào trong cái phân vùng cài Win á. Ok. Đó, mở chương trình God lên. Ok nha các bạn, click vào ok. Bạn chú ý cẩn thận nha, cái phần này mình sẽ hướng dẫn chậm thôi nha các bạn, tại vì dính tới cái phần God này dễ bị mất dữ liệu nha. Bạn chọn local, chọn partition, chọn from email nha. From email. From là lấy cái file ảnh từ. From email nha các bạn. Yes. Rồi ngay chỗ cái mũi tên sổ xuống á, bạn click vào đó nha, để các bạn tìm cái file God mà mình đã lưu. Chú ý nha, cẩn thận nha các bạn. Phần God này các bạn làm sai hoặc là lộn là sẽ bị mất dữ liệu á. Đó, lít mũi tên nó sổ xuống. Nó sổ xuống các bạn tìm cái vị trí mà mình lưu cái file God á. Cái file God đó có thể các bạn chép vào trong ổ cứng hoặc là trong USB. Ở đây mình chép vào cái thư mục God nha các bạn. Đó, God Win 10. Chọn file God. Ok. Sau khi chọn file God, bạn bấm ok nha. Đó, cái phần này quan trọng nha các bạn, nó list lên một danh sách những cái ổ đĩa trong cái máy tính của mình á. Các bạn chọn chính xác cái ổ đĩa mà mình cần God nha. Cái ổ đĩa nãy mình thay mới, mình chia đĩa nha các bạn. Đó, các bạn chú ý cái phần size á. Cái phần modem với phần size. Cái size của nó là rất quan trọng. Đó, size nó là 240GB nha các bạn. 240GB. Đó. Bạn phải xem kỹ cái dung lượng của nó. Ok. Rồi nó sẽ list ra hai cái phân vùng lúc nãy mình chia á. Chọn cái phân vùng thứ nhất nha các bạn. Chú ý nha, chọn chính xác phân vùng thứ nhất. Primary C đó.
cái tên nó là Windows lúc nãy mình đặt đó nha các bạn. Đừng có chọn data nha. Trường hợp mà máy mình có dữ liệu á, có dữ liệu trên ổ data, mình chọn data là mất dữ liệu nha các bạn. Sau khi xác định chính xác cái phân vùng C cần gót vào đó, các bạn chọn vào nha. Chọn vào thì nó sẽ hiện lên cái màu xanh đó nha các bạn. Trạng thái chọn là màu xanh đó. Đó, lít vào. Ok. Chính xác nha các bạn. Chọn sai là sẽ bị mất dữ liệu á. Ở đây trường hợp này là mình chia mới ổ đĩa. Trường hợp mà khi mình cài Win lại thì dữ liệu nó có sẵn trên ổ D á. Bạn chọn sai là sẽ bị mất dữ liệu nha các bạn. Chú ý nha. Đó, ok, nó sẽ tiến hành chương trình gót, nó chạy nè, nó thực thi. Thực thi tới 100% nha các bạn. Đó, cái ROZ này nó sẽ chạy, nó chạy tới 100%. Đó, sau khi chạy 100% thì nó hiện lên các bạn. Nó hỏi continue hoặc là restart computer. Lúc này mình sẽ rút cái USB ra nha các bạn. Rút cái USB ra và mình bấm vào restart computer để khởi động lại cái PC nha. Thì ngày nay cái công nghệ ổ cứng nó phát triển cho nên các bạn sử dụng cái ổ SSD cho nó nhanh nha các bạn. Cái giá thành của nó cũng tương đối rẻ. Chứ cái ổ 240 GB này thì giá thị trường của nó khoảng là 655 ngàn nha. Ổ kinh tông nha các bạn. Đó, nó vào win rồi nha các bạn. Nó đã gót thành công cái bản win 10 vào trong cái ổ đĩa C đó. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.